và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Tuyển Việt Nam dính bão chấn thương. Tiền đạo Tuấn Hải được đánh giá là cầu thủ đáng xem tại Asian Cup 2023. Thêm nhiều cầu thủ Việt Kiều về v thi đấu. Tuyển Việt Nam dính bão chấn thương. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 31 tháng 12 để chuẩn bị cho phòng chung kết Asian Cup 2023. Nhưng nhiều tuyển thủ đang bị chấn thương trước ngày lên tuyển. Dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuze, nhiều tuyển thủ trụ cột chưa thể góp mặt ở đội tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu chính thức, trong đó có Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung, hay Nguyễn Quang Hải. Những cầu thủ này góp công làm giàu thành tích cho cấp độ đội tuyển quốc gia thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở hai lượt trận đấu đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam thiếu vắng Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương. Dù trước đó bộ đôi này góp mặt ở những trận đấu giao hữu dịp FIFA Day 2023 và nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng chủ chốt của huấn luyện viên Chuze tuy giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines ở ngày ra quân, song đoàn quân của huấn luyện Chu Dê đã phải trắng tay khi tiếp đón đội tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình ở lượt trận đấu thứ hai. Nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng cũng bởi chấn thương của trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải. Trước đó, Quế Ngọc Hải được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong tình trạng vừa bình phục sau khi rách cơ bắp chân, anh trở thành chốt trận an toàn trước không thành của thủ môn Đào Văn Lâm, song phải rời sân ở phút 65 vì tái phát chấn thương để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023, huấn luyện viên Chuze tiếp tục tin dùng và thử nghiệm nhiều nhân tố trẻ. Tuy nhiên trước ngày hội quân, chiến lược gia người Pháp phải đón nhận nhiều tin không vui khi nhiều tuyển thủ dính chấn thương ở vòng đấu thứ 8 của V-League 2023-2024. Trong màn so tài trên sân hàng đẫy giữa đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội và Bình Dương hôm 26 tháng 12, tiền vệ Hoàng Văn Toản phải sớm nói lời chia tay trận đấu ở phút thứ 7 vì chấn thương cổ chân. Sau đó chân sút kỳ cựu Nguyễn Tiến Linh cũng tập tành rời sân ở phút 60 sau tình huống va chạm mạnh với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Sau thời gian dài đánh mất phong độ, ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục gặp hạn vì chấn thương. Ở phút 86 của trận thể công vì theo thu Nam Định, Hoàng Đức phải nhờ sự hỗ trợ của y tế và phải rời sân bằng cáng vì chấn thương cơ đùi phải. Người đồng đội Trương Tiến Anh cũng không thể chơi trọn vẹn 90 phút vì rơi vào tình cảnh tương tự. Cùng ngày, thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm góp công lớn giúp Bình Định đánh bại Hải Phòng, sau đó khiến người hâm mộ lo lắng vì bị căng cơ bắp chân và không thể tiếp tục thi đấu từ phút thứ 60. Trước vòng 8 Felix, một số tuyển thủ khác như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Nhàn cũng gặp chấn thương với các mức độ khác nhau. Đáng chú ý sau khi đón nhận tin vui để trở lại khoa áo đội tuyển quốc gia, trung vệ câu lạc bộ Hà Nội Thành Trung bất ngờ gặp chấn thương nặng trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 8. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Thành Trung dập dây chẳng chéo trước và sụn trên ngoài, cần ít nhất là 2 tuần hồi phục, đồng nghĩa ít khả năng tham dự Asian Cup 2023. Như vậy, tuyển Việt Nam có tới 8 người bị chấn thương trong tổng số 34 tuyển thủ được triệu tập trước ngày 31 tháng 12 trong đó Văn Lâm, Tiến Linh, Thành Trung, Quế Ngọc Hải là 4 trong số 8 tuyển thủ từng cùng đội tuyển Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup 2018. Dự kiến 34 tuyển thủ sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi lên tuyển, không loại trừ khả năng có cầu thủ không kịp thời bình phục và phải nói lời chia tay. Tiền đạo Tuấn Hải được đánh giá là cầu thủ đáng xem tại Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có lần thứ hai liên tiếp lọt vào vòng đấu knockout của AFC Asian Cup và Tuấn Hải sẽ là một trong những cầu thủ có vai trò quan trọng để biến mục tiêu đó thành hiện thực. AFC cũng đánh giá chân sút 25 tuổi là cầu thủ đáng xem tại Asian Cup kỳ này. Trong lần nhận nhất Asian Cup diễn ra vào năm 2019 tại UAE, đội tuyển Việt Nam dưới thời của Louis Bang so đã giành vé vào tứ kết, nhưng để thua đội tuyển sau đó giành ngôi Á quân là Nhật Bản với tỷ số 0-1. 3 năm sau kể từ chiến công đám tự hào đó, bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra một thế hệ tài năng khác và Tuấn Hải chính là một trong số đó. Chân suốt 25 tuổi không ngừng tiến bộ để trở thành một trong những siêu sao hàng đầu của bóng đá mảnh đất hình chữ S vào lúc này. Mới đây, trong danh sách rút gọn 5 ứng viên cho danh hiệu quả bóng vào Việt Nam 2023, Tuấn Hải cũng đã có tên. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội sẽ đua tranh cùng Bùi Hoàng Việt Anh của Công an Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức của Thể công Việt Theo, Đào Văn Lâm của Bình Định và Hồ Tuấn Tài của Công Hà Nội Tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn, nhiều khả năng cuộc đua sẽ chỉ gói gọn trong hai cái tên là Tuấn Hải và Hoàng Đức. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, huấn luyện Philip Chuze người thay thế cho ông Park hồi đầu năm nay cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Tuấn Hải. Trong nhiệm vụ giúp đội tuyển Việt Nam có lần thứ hai liên tiếp giành vé vào vòng đấu nốc ao của Asian Cup. Sự kỳ vọng của chiến lược gia người Pháp là hoàn toàn có cơ sở khi chứng kiến sự tiến bộ không ngừng của Tuấn Hải. Lần đầu ra mắt một giải đấu chuyên nghiệp vào năm 2020 trong màu áo câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân chơi V-League, Tuấn Hải ghi 3 bàn sau 20 lần ra sân, giúp đội nhà cán đích an toàn ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Mùa giải tiếp theo Tuấn Hải ghi thêm 4 bàn thắng giúp anh có lần đầu lên tuyển ở trận đấu gặp đội tuyển Oman tại vòng loại World Cup 2022. Đó chính là bệ phóng giúp Tuấn Hải chuyển tới khoác áo câu lạc bộ Hà Nội, nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được chú ý nhất tại V-League. Mùa giải 2022 đánh dấu mốc son sánh chói trong sự nghiệp của Tuấn Hải với 13 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, biến anh trở thành chân sút nội nổ súng nhiều nhất tại V-League 2022. Mùa giải này cũng được chứng kiến một Tuấn Hải thi đấu ấn tượng, 4 bàn thắng và một pha kiến tạo ở vòng bảng của AFC Champions League, bao gồm cả bàn thắng biến Urawa Red Diamond thành cựu vương, đã chứng minh tầm vóc của chân sút câu lạc bộ Hà Nội. Sự tin tưởng của huấn luyện viên Philip Chuze cũng được Tuấn Hải đền đáp bằng các bàn thắng vào lưới của Surrey và Palestine. thêm nhiều cầu thủ Việt kiều về V League thi đấu. Sẽ có thêm một số cầu thủ gốc Việt chuẩn bị về giải quốc gia Việt Nam thi đấu sau Nguyễn Philip. Thủ môn Nguyễn Philip chính thức có mặt trong danh sách tập trung 34 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 sau khi có quốc tịch Việt Nam. Mới đây một tài năng gốc Việt khác cũng sẽ chuẩn bị về nước thi đấu đó là tiền đạo Kalin Nguyễn Trường Khôi. Cầu thủ sinh năm 2003 đang thi đấu tại New Zealand trong màu áo của câu lạc bộ Wellington Phoenix Reds. Theo nguồn tin uy tín, hồ sơ của Kha Nguyễn đã được một đầu mối tại Việt Nam gửi tới một số câu lạc bộ tại v Nếu mọi chuyện thuận lợi, chân sút 20 tuổi có thể sẽ thi đấu tại Việt Nam trong năm tới. Trước đó, chính Kha Nguyễn cũng bày tỏ nguyện vọng được trở về quê hương chơi bóng. Kha Nguyễn Trường Khôi là cầu thủ Việt kiều New Zealand, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Ấn Độ. Dù mới 20 tuổi, Trường Khôi đã sở hữu chiều cao 1m86, qua đó có lợi thế tranh chấp trên không khi chơi tiền đạo tại mùa giải 2023-2024. Chân sút sinh năm 2003 đã ra sân 20 trận, thi đấu 1.419 phút cho câu lạc bộ Wellington Phoenix và đã có được 8 bàn thắng và một đường kiến tạo cho đội bóng của New Zealand trên mọi mặt trận. Trong một diễn biến khác, hậu vệ người Pháp gốc Việt Jason Pardon Quang Vinh đang thi đấu cho câu lạc bộ Cavalry, nhì nước Pháp, leader đang có ý định gia nhập câu lạc bộ Hà Nội. Đáng chú ý, Jason Van Quang Vinh cũng đã hoàn tất các thủ tục sinh nhập tịch Việt Nam trước Asian Cup 2023. Jason Quang Vinh sinh năm 1997 tại Chachel của Pháp trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam và cha là người Pháp. Anh bắt đầu chơi bóng ở đội bóng địa phương Chachel trước khi gia nhập đội trẻ Sosho. Sosho là đội bóng từng thi đấu tại Ligue 1 và đã từng sản sinh ra những cầu thủ tài năng như El Hadji Diouf, Jeremy Menet, Giannis Topira và Bernard Gaheni. Jason Guzmán Pálen thi đấu ở đội một của SoSô cho 4 mùa giải, ra sân 75 trận trước khi gia nhập câu lạc bộ New Orleans tại MLS vào năm 2020. Sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại câu lạc bộ New Orleans, Jason Guzmán pennant đã trở lại Pháp và gia nhập câu lạc bộ Kavali tại Liège. Hậu vệ gốc Việt hiện đang được Transfermarkt định giá là 700.000 euro.